À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi trong trong chương trình bản tin buổi tối ngày tối thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2024 trước nhất là chúng tôi xin nhà kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe thưa quý vị À, hôm nay đó sở dĩ mà cái chương trình nó hơi trễ là vì đại hội của đảng dân chủ khai mạc chiều nay vào lúc 6 giờ đó thưa quý vị nó kéo dài cho tới mới đây muốn còn tiếp tục nữa cho nên chúng tôi tính làm chương trình mà nghe cũng say mê quá <laughs> nghe chương trình hết người này đọc thâm luận đó thưa quý vị đọc thâm luận hết người này tới người khác nó liên tục cho nên trong rất là hấp dẫn trong ở trong rất là vui nó vui là vì thiệt cái hội nghị đảng uh, dân chủ nó quy tụ được nhiều người nhưng mà những bài tham luận đó quý vị biết là đối với ông trump bên đảng cộng hòa thì không có một vị lãnh đạo nào ở trong đảng cộng hòa tới tham dự tức là lãnh đạo mà trước đây đó ví dụ như là, à, là cựu tổng thống jodri wood hay là ông à, phó tổng thống à, dick Cheney, à, và nhiều ngoại trưởng nữa không ai tới tham dự ấy chỉ có những người trong đảng cộng hòa hiện tại đang ở thượng viện và hạ viện ngoài ra không có một cái chức vụ nào mà cao cao cấp mà tới tham dự mà quý vị biết là ngay cả ông Mike Pence tức là phó tổng thống đứng bốn năm với ông Donald Trump mà cũng không có tới tham dự ha điều đó chứng tỏ nó nói là gì ông Mitt đi, những người mà ở trong thượng viện của đảng cộng hòa họ cũng không tham dự mà ông Mike Pence đứng búng nam với ông Trump đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ gần 200 năm một vị phó tổng thống mà trong khi vị tổng thống ra ứng cử mà lại không bỏ phiếu cho vị, vị uh, tổng thống đầu của mình à, à quý vị theo tức là nó nó tóm lại quý vị nhớ là ông Biden là người đứng phó trong Donald Trump bốn năm vừa qua bây giờ ông Donald Trump ra ứng cử mà ông Mike Ben là không đi bỏ phiếu, ông tuyên bố là không bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Đây là một điều rất là lạ lùng. Có thể nói trong mấy trăm năm nay thì có một vị phó tổng thống mà không bỏ không ủng hộ cho có vị tổng thống của mình. Quý vị thấy như vậy, nhìn như vậy để quý vị biết là tại sao đảng cộng hòa đang bị phân hóa và chia rẽ một cách rất là trầm trầm thưa quý vị. Thì khi nói như vậy thì chúng tôi cũng đi thêm để quý vị đón cộng hòa sớm nay tức là hôm nay là thứ hai. Thì bên Đảng Cộng hòa tức là những người maga của của Đảng đó, của của Quốc hội đó họ đưa ra một bản cáo trạng. Họ nói là sẽ truy tố tổng thống Joe Biden. Họ viện cái lý do gì? Họ viện nói là cái lý do 2000 đó uh, 2014 lúc đó tổng thống uh, joe biden là phó tổng thống của tổng thống obama lúc bây giờ cho nên nói rằng là cứ người con của ông uh, uh, con trai của tổng thống joe biden đó là ông hunter biden lúc đó là có chân trong cái hội đồng quản trị của công ty uh, burisma là công ty của ukraine thì người con đó có viết thư cho, uh, cho tòa đại sứ tại ý để mà có thể nói rằng là tìm cách để giúp đỡ. Như vậy là có liên hệ với Tổng thống Joe Biden. Lúc bây giờ là Phó Tổng thống, thưa quý vị, họ neo lên cứ điều đó, đó, nó hoàn toàn không có đúng sự thật. Tại sao? Chúng tôi nói là trước đây là dưới thờ của ông Donald Trump đã cho điều tra về ông Joe Biden rồi mà không có bằng cớ dù khi mà tổng thống Joe Biden lên nhận thắng cử vào năm 2000 nhận được chức vụ ngày 20 tháng 1 năm 2021 thì bên phe cộng hòa tức là họ họ nắm đa số mới đây đa số ở hạ viện đó họ tìm cách họ suốt trong 18 tháng họ tìm đủ cách hết để truy tố ông Hunter Biden và ông Joe Biden mà tìm không ra À, đến nỗi là khi mà họ tìm ra họ nói à, quý vị nhớ là cách đây à, nửa năm họ nói họ truy tố ông Hunter Biden sẽ ra truy tố nhưng cuối cùng không có bằng cớ, không có cái yếu tố nào để mà buộc tội cả thì bây giờ đó tại sao là truy tố ông Tổng thống Joe Biden hiện tại là vì thế này trước có sự lớn mạnh ồ ạt à, mà được dân chúng hỗ trợ cho đảng dân chủ của bà Kamala Harris và ông Tim Cook thì đã làm cho đảng cộng hòa uh, xinh vinh tức là đảng cộng hòa rất là lo âu bởi vì trước cái khí thế như vậy thì ông trump ông trump bi tắc chóng ván ông trump quản loạn không có cách nào mà để ấn thoát cả bây giờ thì ông cung cách về ông uh, ông công kích cá nhân của bà Harris thì mới đây những người lãnh đạo trong đảng cộng hòa mà mới ra đó họ thất vọng là vì sao trước cái khí thế mà đi lên của bà à, camera Harris như vậy đó thì nó khiến cho những người à, các dân biểu của đảng dân chủ các thượng nghị sĩ của đảng à, dân chủ và các thượng nghị sĩ ở tiểu bang đó ở tiểu bang tức là bầu như vậy là bầu từ tiểu bang bầu lên nha thưa quý vị mà những người dân chủ như vậy cái khí thế của bà Harris ấy, nó nó làm cho cái làn sóng xanh nó nó lan tràn hết nó lan tràn hết thì những người cái ăn cá tức là các cái dân biểu trước đây đó là ra tranh cử với những đảng viên của đảng cộng hòa họ gặp khó khăn thì bây giờ cái lần sóng xanh này nó kéo cho những cử tri đó họ dồn phiếu cho bà Kamala Harris mà dồn phiếu bà Kamala Harris tức là dồn phiếu luôn cho những người dân chủ từ dân biểu liên bang nghị sĩ liên bang cho tới uh, tiểu bang cho tới thống đốc vân vân và vân vân cho nên trước cái lần sóng đó, đó thì những người MAGA trốn vắng và kể cả ông Trump cũng cho quan luôn cho nên bây giờ làm sao cách ấn phó thì không có cách nào ấn phó hay à, rồi rất là khó mà đánh á, thì bây giờ nó ở trong cái thế gọi là không có thế tượng phong mà thế dưới kèo mà kèo dưới mà làm sao đánh được cho nên rất là khó khăn vì vậy mà trong những ngày vừa qua ông Trump không có cách nào để mà tung chiêu hết không có cái chiêu nào để tung ra thì ông đánh ở dưới cái chiêu là dưới thắt lưng tức là nói bà Harris là thế này bà là ngu dốt bà là dại bà không có thông minh bà là người làm tệ hại làm sẽ tan nát nước Mỹ và tan nát nền kinh tế Mỹ tan nát biên giới Mỹ và tan nát cả thế giới luôn tức là chỉ nói một cách tổng quát không có gì hết thì ngày hôm nay đó trước khí thế như vậy đó thì đã hòa đỡ đòn không kịp không nổi mà bây giờ đó thì hạ viện họ tìm cách là họ đập ra 300 trăm trang giấy nó là truy tố tổng thống Joe Biden truy tố đó thì chúng tôi đã nói rồi không đủ bằng cớ nhưng mà họ đưa ra như vậy để để họ đánh qua mù để đỡ đòn trước cái khí thế mà bà Harris đang lên thả ra qua mù à như vậy là họ bí rồi không có cái cái lối lối thoát cho nên họ chơi họ tấn công như vậy mà nếu mà có truy tố ông Biden đó, cũng không làm gì bởi vì muốn truy tố tổ một tổng thống thì phải bỏ phiếu ở hạ viện thông qua rồi gửi lên thượng viện thông qua nữa thì mới được mà thượng viện do đảng dân chủ kiểm soát thì làm sao thông qua phải không thưa quý vị chính vì cái yếu tố đó mà họ làm thì để chơi cho nó vui thôi không có cái ảnh hưởng gì không không có tác dụng gì hết cái điều đó, là chúng ta thấy rõ ràng rồi họ họ đánh qua mù họ đưa ra rồi mấy ngày hôm nay họ tung những cái chiêu này hay chiêu khác nhưng mà còn tung thì còn khó khăn bởi vì hiện tại là có cái dân biểu được đi về để mà vận động tranh cử bởi vì hầu hết các dân biểu của liên bang đó là 435 vị dân biểu kể cả cộng hòa lẫn dân chủ thì họ đều về địa phương để họ vận động tranh cử thì hiện tại đảng cộng hòa có vào khoảng 218 à, vị dân biểu đảng cộng à, đảng dân chủ có vào khoảng 213 hoặc là 12 vị dân biểu thì bây giờ bây giờ tái tranh cử mà cái lần sóng xanh này nó sẽ tiêu diệt nó, nó sẽ hủy hoại và nó sẽ thắng thế bây giờ có thể nói là hiện tại cái phe dân chủ đang ở trong cái thế mạnh nó không những mạnh bên bà harris bên tổng thống mà nó kéo luôn cả bên dân biểu và bên nghị sĩ nó càng quét luôn cho nên đây là cái điều mà đoạn cộng hòa chớ với không biết phải giải quyết ra sao đó thưa quý vị vì vậy cho nên họ đưa cái đòn này đó thì quý vị đưa đây đó là họ bí lối mới đưa đòn thôi ha à, thưa quý vị cho nên cái điều này mình thấy rất là rõ để chúng tôi muốn nêu lên để quý vị thấy ngày hôm ngày hôm qua là ông Giuliani tức là uh, coi như là trang liên danh của ông Donald Trump đứng phó liên danh của ông Trump thì ông lên đài Fox News và ông lên đài Fox News thì Fox News có đặt câu hỏi với ông là ông nghĩ sao về các cái cuộc thăm dò ở trong uh, uh, ở ở Hoa Kỳ và bà camera harris và liên danh dân chủ đó, đoàn dẫn trước thì ông nói là ôi cha đừng có lo cái này là đừng đây là cái đoàn đoàn nhảm nhí của đoàn dân chủ họ tung ra vậy để họ làm đánh quả mù và họ tung ra vậy để làm nản làm những cử tri của Đảng cộng hòa thôi ông nói là nếu mà những cử tri của đảng cộng hòa nó biết đó, thì quý vị biết là sẽ không có cái vấn đề là bây giờ chúng tôi ở trong cái thế thượng phong chúng tôi sẽ thắng cử nhưng mà nó thì để gỡ gọt thưa quý vị như chúng tôi thưa đó hầu hết các cơ quan truyền thông hiện tại đó trên toàn quốc thì bà camera Harris thắng ông trump đó là 3 điểm còn bãi cái tiểu bang chiến trường đó bãi tiểu bang thì nam tiểu bang chiến trường là bà harris đã dẫn trước hai điểm rồi hai hoặc là ba điểm rồi còn hai tiểu bang còn lại đó là cô tương đương là sắp xỉ nhau thì để điều có chứng tỏ là qua cái hội nghị của đảng dân chủ mà sắp tới đây sẽ tổ chức uh, một uh, uh, ngày, tổ chức ngày hôm nay đó thưa quý vị lớn nữa chúng tôi sẽ xin từ trình thì chúng ta sẽ thấy là đảng dân chủ họ sẽ đi lên vùng vực họ đi lên chúng tôi nghĩ là nó như thoát lũ rồi bởi vì ở bên cộng hòa quá lung túng quá quân lung là không có những cái điều kiện mà đỡ đòn nữa À, đó là trong khi chưa nói là ông Trump sẽ còn vấp phải trước mặt này trước mắt đây này, này, quý vị thấy ông Trump sẽ có những cái điểm mà vô cùng tác hại cho nên cái điểm ông sẽ không lên được mà chúng tôi muốn nói. À, thì à, họ họ nói gì, họ họ phê bình trong ông Trump trong cái bữa mà họp báo tại ở um, ở ở New Jersey đó, trong cái sân góp của ông đó thì ông có nhắc nhở như vậy, quý vị biết là ở trong đợi, à, tổng thống đó thì có một cái quy chương gọi là quy chương tự do à, thì ông nói là quy chương này là quy chương à, quy chương tự do là cái quy chương mà tổng thống dành cho để tặng cho những người mà có công đóng góp về mặt xã hội về mặt này mẹ kia đó thì ông đã ông ca tụng là trước đây ông có tặng quân chương cho bà Miriam à, à, Adelson bà adelson này là một người rất là giàu có là một triều phú bà đây đã giúp đỡ tài trợ hay là nói một cách khác là một nhà tài trợ cho ông donald trump tức là bên đảng cộng hòa đó thì khi mà ông còn tại chức vào năm 2018 đó, ông có tặng cho bà này một cái quân chương mà cái quân chương đó giống như là cái quân chương tự do tức là bà đã làm việc bà chống lại sự kỳ thị đối với người do thái bà này chắc là cũng gốc do thái cho nên chống kỳ thị do thái thì ông có tặng cái quân chương tự do mà bữa họp báo tại New Jersey đó cũng có bà Addison này tới tham dự bà này bà cho tiền ông trâm mà cho tiền để trong cái quỹ vận động tranh cử đó cho nên bà ca tụng rồi ông trâm nói sao với ông nói là cái quân chương mà tôi tặng cho bà đó nó cũng lớn nó cũng danh dự giống như mà cái quân chương mà quân chương của ông ông trâm tặng đó gọi là quân chương tự do còn bên quốc hội họ tặng cái quân chương là, gọi là quân chương danh dự cái quân chương mà bên quốc hội họ tặng đó họ dành cho những quân nhân đã đóng góp công lao nhờ những anh hùng những chiến sĩ đã chiến đấu để bảo vệ à, bảo, bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thì cái quân chương đó mà thường thường mà quốc hội trao gọi là quân chương danh dự. Thì ông Trâm ông so sánh ông cái cái quân chương tự do này nó còn cao hơn cái quân chương danh dự nữa. Bởi vì cái quân chương danh dự đó là để mà để 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 ai vinh danh hai tặng quân chương cho những chiến sĩ đánh trận ở Afghanistan, ở Iraq hay là bất cứ ở đâu đó thì cái quân chương của 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 quốc hội họ tặng nhằm mục đích là vinh danh những người có công đóng góp đóng góp với đất nước của Hoa Kỳ thì ông Trâm ông nói là cái quân chương của bà còn lớn hơn cái quân chương mà quốc hội tặng cho các binh sĩ cái quân chương kia không có gì là không lớn không cái quân chương của tôi tặng cho bà lớn hơn đại khái như vậy À, thì ông tuyên bố đó ở New York City ở Westminster tức là cái sân gót của ông đó rồi ngày 15 tháng 8 thì sau đó, đó có cựu quân nhân Có uh, cựu chiến binh đó, họ lên án họ cũng nói ông Trump như vậy hạ thấp cái danh dự ông coi cái danh dự của 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 cái bà đó, đó cái quân chương mà ông tặng cho uh, danh dự của thường dân thường đó dân thường đó là dân thường nữa thưa quý vị tạo cho dân sự đó dùng chữ dân sự thì đúng hơn tặng cái quân chương cho dân sự cao hơn là quân chương tặng cho quân đội như vậy là ông đã coi thường quân đội thế à, cái điều này làm cho à, mấy ngày hôm nay thì bên cựu quân nhân họ tấn công ông Trump họ nói ông nói như vậy là ông coi thường quân nhân Đã hy sinh mà thật sự ông 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 trump đó là ông coi thường quân nhân đó ông đi tới ở bên Pháp À, lẽ ra ông tới là ông để mà đi tới cái nghĩa trang của anh của người quân nhân của hoa kỳ đã hy sinh ở trong trận địa nhị thế chiến đó ông nói tại sao tôi phải tới đó trời mưa mà sợ đi sẽ mới tắt hư không đi cho nên ông rất là vô thường những người quân nhân mà những người quân nhân ông cho là những người thua cuộc nữa qua <laughs> ông là là người chống lính mà thưa quý vị ông nói là cái chân ông có gai cho nên nó đi không được cho nên ông ba bốn lần như vậy ông viện lý do ông đi bác sĩ để ông viện lý do là ông không phải là cơ người mà gọi là cái chân đau cho nên ông đi được nói một cách khác là ông là người chống lính đó thưa quý vị thấy không cho nên ông trump bây giờ đang gặp khó khăn cái khó khăn thứ nhất chúng tôi nói này là ông tuyên bố những cái câu nói rất là bậy bạ ông có uh, thường quân nhanh cho nên quân nhân học phản đối điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mà ông Trump đó là ngày 18 tháng 9 này thì ông sẽ tòa án ở Manhattan sẽ tuyên bố về bản án 34 cáo trạng hình sự đó. Ông đã uh, bầu thẩm đoàn đã cái án rồi. Bây giờ họ chỉ đưa ra công hình là ông Trump bị ở tù 10 ngày hoặc là một tháng hoặc là bao lâu đó mình chưa biết. Nhưng mà cái bản án này mà trong cái mùa bầu cử thì rõ ràng là nó sẽ ông Trump không có cửa bởi vì người dân Mỹ họ đâu có thể bầu cho một cái người mà tội phạm hình sự phải không thưa quý vị không ai bầu cho một tội phạm hình sự à, thì điều đó ông Trump gặp khó khăn còn khó khăn hơn nữa đó là chúng ta thấy ông đoan mắc vào một cái đề án của là cái project 2025. Cái project này là cái, cái cái dự án này là cái dự án nói lên cái chính sách độc tài ông quỷ bỏ cái chế độ dân chủ của Hoa Kỳ để ông đưa đề án này như ông bỏ bộ, giáo dục, ông bỏ bộ thương mại và bộ tư pháp cũng như là quân đội đó trực thuộc vào phủ tổng thống. Thường thường thì quân đội đó tuy là ông uh, tổng thống đó là tổng tư lệnh quân đội nhưng mà tổng tư lệnh quân đội đó không có thể đưa quân đội đi làm mọi chuyện sai trái được quân đội họ không đứng ngoài chính trị quân đội đứng ngoài chính trị không có liên quan chính trị cho nên khi mà một vị tổng thống tổng tư lệnh đó tuy là cô hái tất cả quân đội nhưng mà khi những hành vi đưa ra những cái điều gì mà có tính cách chính trị đó thì quân đội họ không có tiền họ không nghe đó cho nên ông ông Trump sẽ gặp nhiều muôn vàn khó khăn trước mặt đối với đối với một cuộc bầu cử thưa quý vị bây giờ chúng tôi nói tới cái hội nghị của đảng dân chủ ngày hôm nay cái hội nghị đó mới khai mạc chiều nay thì chúng tôi xin mở quý vị một chút xíu để quý vị coi là nó cái không khí của nó rất là hào hứng ở đây là cái hình ảnh của của liên danh của bậc Camera Harris và ông uh, Team Quốc đây thưa quý vị, đây là cái hội nghị mà bắt đầu từ ngày 19 tức là ngày hôm nay kéo dài cho tới thứ năm tức là ngày 22 thưa quý vị. Lẽ ra thì bà uh, bà Camera Harris á, bà sẽ đạp cái diễn văn đó vào ngày cuối cùng tức là ngày thứ năm để bà nhận cái trách nhiệm là trách nhiệm đó bà nhận lãnh đó, trách nhiệm là đại diện cho đảm dân chủ để chạy đua vào tòa bà đốc cho nên bà sẽ đặt diễn viên nhưng mà có một vài điều nó thay đổi trong cái chương trình cái lộ trình ngày hôm nay à, chúng tôi muốn nói là à, đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có bà à, ngoại trưởng cựu ngoại trưởng của hoa kỳ là bà hillary clinton và quý vị theo à, chúng tôi Quý vị thấy cái xuống đường tham dự hội nghị rất là đâm. Wow. there's a lot of energy in this room just like there is. <laughs> something something is happening in america you can feel it something we've worked for À, thưa quý thân giả bà Hillary Clinton là trước đây là cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ vào à, từ năm 2008 tới 2012 tức là bà làm ngoại trưởng 4 năm trước đây bà là đệ nhất phu nhân của thời của tổng thống Bill Clinton nghe thưa quý vị sau tổng thống Bill Clinton thì tới uh, Bill Bill Clinton thì tới uh, Ông Robert ra thưa quý vị, thì chúng ta thấy là ông bà bây giờ còn đẹp gái, còn trẻ, năm nay mươi mấy. Lẽ ra là bà đã thắng cử vào năm 2016 rồi, thưa quý vị. Bởi vì 2016 đó, bầu với ông Donald Trump, bà thắng ông Trump là tới 3 triệu phiếu. Nhưng mà thua phiếu cử tri đoàn, cho nên cuối cùng là bà thua. Cái lý do là, cái lý do người ta nói là trước đó bà tham dò, bà cũng hơn ông Donald Trump cả 10 điểm nhưng mà vì ông uh, James Cormier là lúc đó bây giờ đó là giám đốc à, cơ quan tình báo của FBI thì bà trong cái thời gian đó bà bà làm ngoại trưởng bà có dùng cái computer riêng của bà computer ở sở đúng ra là ở văn phòng ở bộ ngoại giao đó nhưng mà bà có computer laptop thì bà là dùng riêng mà lấy computer riêng mà dùng những cái chuyện công cho nên có vào khoảng 300 ngàn cái email như vậy. 300 ngàn email sau đó họ điều tra. Thì đây là cái sự sơ sót thôi. Thì ông James Comey, ông điều tra, ông quỷ rồi. Nhưng mà gần tới ngày bầu cử, tức là chúng tôi nhớ năm đó là tháng 11 mà mùng 7 thì phải. Còn chỉ có 10 ngày, ông tuyên bố là ông đang mở lại để điều tra hồ sơ về 300 ngàn cái email của bà Hillary Clinton. Chính vì cái yếu tố đó mà nó làm cho từ nghĩa là bà bà Clinton dẫn trước ông Donald Trump tới 10 điểm mà cuối cùng bà còn dẫn trước đâu có hai ba điểm cho nên hai ba điểm mà cái tình trạng đó cho nên bà bị thắt cử là vì cái yếu tố đó thưa quý vị thì ngày hôm nay bà đạp trên cái bài diễn văn bà nói rất là hay bà cái cái sự làm việc của đảng dân chủ ngày hôm nay đó cũng như là khi đề cử bà Camera Harris đó, là chạy đua vào tòa vạch ốc với ông Tim Quốc thì nó cho thấy là ông Trump đã bỏ chạy ha, bà nói ông trump bỏ chạy ông trump nó không có khả năng để đối phó trước những cái vấn đề chính trị bởi vì ông uh, bà harris đó, là một công tố viên mà đã lão luyện tức là làm bộ trưởng bộ tư pháp hai nhiệm kỳ ở Cali từ năm 2011 tới 2017 và bà đã và bà, bà à, Harris đó, trước đó là bà bà là công tố viên tại San Francisco là một thành phố lớn Chánh công tố viên nữa cho nên bà đi từng đến Las thang từ là luật sư rồi đi tới công tố viên rồi tới bộ trưởng bộ tư pháp rồi sau đó trở thành thượng nghị sĩ và bây giờ thì bốn năm vừa qua đó thì bà là đứng phó với liên danh của tổng thống Joe Biden cho nên bây giờ bà tranh cử đó bà có cái thế mạnh hơn và bà, bà tạo một cái khí thế và bà, bà bà là đã đưa cho đảng dân chủ bắt đầu từ đó có, có cái phong trào hay là cái khí thế nó từ từ đi lên làm cho bên ông Trump không có cái khí thế để mà đấu tranh ông Trump không ngờ cho nên lâm vào cái thế trận của tôi coi như là bí lối hay là Họ muốn không có cách nào giải quyết cho nên bà cho rằng ông Trump bỏ chạy. Và bà có lý luận là ông Trump là một tội phạm mà bây giờ tranh cử với một người gọi là công tố viên thì rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Đó là chúng tôi muốn nói lên bà. Nhưng mà bà năm nay cũng là 70, chúng tôi không nhớ rõ nhưng mà cũng là 75 tuổi trở lên chứ không biết là một uh, suýt sót với tuổi ông Trump uh, đó. 75 hoặc là 76 tuổi mà rất là còn hăng hái mới còn trẻ với ông thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi muốn nói lại, cái dự trù đó, dự trù tân, tối ngày hôm nay đó, thì tối ngày hôm nay đó thì bà camera Harris không có xuất hiện, bà xuất hiện nhưng mà không có đạp uh, tham luận nhưng mà những người kia đạp tham luận thì có nhiều tham luận lắm thưa quý vị bà hillary clinton xem rồi một số thượng nghị sĩ một số uh, 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 thượng nghị sĩ thượng nghị sĩ như là ông Warnock ở georgia rồi tiếp tới là một số dân biểu mà nổi tiếng nổi tiếng ở trang đoạn dân chủ đó thì họ cũng đạp uh, tham luận rồi uh, uh, tiếp tới nhưng mà đặc biệt là bà harris đó, là trong cái thời khóa biểu đó thì bà sẽ đạp cái diễn văn cuối cùng tức là vào ngày 22 khi bà nhận cái trách nhiệm là để đi chạy đua vào tòa bà đắp đó thì không ngờ là ngày hôm nay bà cũng đạp một cái thâm luận ngắn trong cái thâm luận này bà ca tụng ông mà Joe Biden tổng thống Joe Biden và ông khang bà Khan ông mà Joe Biden thì bà có nói như thế này ông ấy ông à, bà nói là ông ông Joe Biden đó, là một người rất là hiền lành ông bà nói này do cảm ơn vì sự lãnh đạo lịch sự của ông vì sự phụng sự trọn đời của ông dành cho đất nước chúng tôi mãi mãi biết ơn ông và khi bà Harris đã, uh, khi mà, mà, mà bây giờ thì bà bây giờ thì mới mới bà Harris đã, thì bà mới đề cập này bà khi mà bà khang tặng và bà chịu ơn hay nói một cách khác là một người đóng góp rất là tuyệt vời cho đất nước như là tổng thống Joe Biden thì bà nói tới à, những người cư tri hôm nay nhìn mọi người trong đêm hôm nay tôi thấy được vẻ đẹp của đất nước của chúng ta mọi người từ mọi nơi trên đất nước này đã đi về tới tại đây đoàn kết với một tầm nhìn chung về đất nước của chúng ta và quý vị nhớ ngày mùng 5 tháng 11 là cái ngày bầu cử chúng ta sẽ đến với nhau và có một tiếng nói thống nhất khi mọi người cùng tiến lên về phía trước. Đó là lời phát biểu bả và tất cả những người cũng kêu gọi nhưng mà cái bài diễn văn à, à, bây giờ thì chúng tôi muốn nói cái bài diễn văn của tổng thống à, Joe Biden. À, trước khi mà nói tổng thống Joe Biden thì chúng tôi muốn mở lại cho quý vị nghe à, một tí xíu về cái thời của tổng thống Joe Biden mà khi ông còn thượng nghị sĩ nghe thưa quý vị thấy ông còn trẻ trông mà ông nói ngon lành ông nói rất là ngon thưa quý vị We own the finish line. I accept this nomination for president. Let's keep this dialogue going, shall we? quý vị thấy là muốn chúng tôi muốn gửi đến quý vị nhưng mà bây giờ thì à, bữa nay thì tổng thống Joe Biden phát biểu này à, để chúng tôi xin phép từ ông đầu rồi ông biết không biết có đúng không À, à, đồ ha. mẹ. 44 years of Joe Biden at Democratic National Conventions. Welcome back to State of the Union and tomorrow we're going to see a new as Biden passes the torch to his vice president Kamala Harris. My panel is here. David, what are we expecting Đây là họ bình luận chứ không phải bình luận về cái cuộc mà mới nói chuyện của tổng thống Joe Biden. Chúng tôi muốn gửi quý vị cái hình của tổng thống Joe Biden nói chuyện nó nằm đâu không biết. À, à. xin lỗi quý vị chút xíu chúng ồ sai rồi 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 à, nói tóm lại là tổng thống Joe Biden ngày hôm nay ông đọc một bài diễn văn rất là hay à, chúng tôi vừa mới xem thì ông cũng đề cập tới là cho ông cũng đề đề cập tới là mọi người hãy nhìn về phía trước và à, ông tổng thống Joe Biden có đề cập tới bà camera Harris ông cho rằng trong thời gian làm việc 4 năm vừa qua bà Kamala Harris đã nỗ lực mà làm một người rất là tuyệt vời thì bây giờ đó bà đã thay thế chúng tôi để chạy cầm ngọn đuốc để chạy đua vào tòa bạch ốc và ông hy vọng là muốn chúng ta đây là một nền dân chủ đang bị thách đố nếu chúng ta mà không muốn có một nền độc tài đó thì chúng ta bỏ phiếu cho ông Trump và chúng ta muốn loại ông Trump đó để có một nền dân chủ vĩnh cửu trên đất nước của chúng ta thì phải bỏ cho bà Kamala Harris thì quý vị thấy qua các cái sự kiện mà chúng ta thấy tổng thống Joe Biden à, đã lên tiếng hỗ trợ cũng như là bà Hillary Clinton và nhiều người bữa nay họ vạch trần cho ông Trump là ông Trump bí lối và ông Trump là đưa ra cái cái đề án 2025 đó là trong những ngày tới đây đó thì chúng tôi nghĩ là bên đảng dân chủ họ sẽ mổ xẻ và họ dùng ông Trump rồi trăng cái thế chân tường bởi vì cái đề án 2025 nó nói lên là cái mô hình mà mở ra một cái chính sách một một cái chế độ độc tài ở Hoa Kỳ mà do Trâm lãnh đạo, do những người gọi là bảo thủ cuồng của Trâm đó đoàn ra ra sức để mà đưa ra cái đề án này và cái đề án này đó thì ông trong trên nguyên tắc là ông đồng, đồng ý nhưng mà bên ngoài thì người ta tấn công dữ dội quá cho nên ông nó không không tôi không biết cái đề án này nhưng mà thật sự là những cái nhân viên mà làm trong nội các của ông đó đều có chân trong cái viết cái đề án này thưa quý vị và kể cả ông Jude là cái người mà đứng phó liên danh với ông bây giờ hiện tại đó là ông Jude là viết lời tựa trong cái đề án này cho nên tất cả không che giấu được mà người ta vạch tràn ra. Bây giờ ông Trump đó đang phải hứng chịu nhiều cái mũi nhọn tấn công. Thứ nhất là ông phá hủy nền dân chủ nếu ông đưa ra cái địa ở này ông thắng cử. Điều thứ hai là ngày 18 tháng 9 này thì à, chánh án của Manhattan sẽ tuyên án ông Trump mà nếu ông Trump đó, mà ông bị một bản án nữa là của là ông ở tù đó ở tù dù là ông ở tù ngắn ngày hay, hay dài ngày thì chúng ta chưa biết có thể là 10 ngày có thể là một tháng 2 tháng mình không chưa biết nhưng mà tất cả một ngày một giờ cũng đều là ở tù vì hình sự và khi một người phạm tội hình sự thì không thể là mặc dù là dân chúng có quyền bỏ phiếu nhưng mà cái hình sự đó không ai để bỏ phiếu cái danh dự của nước mỹ ở đâu mà đi bỏ một người uh, có phạm tội hình sự mà chúng tôi thưa với quý vị là tội hình sự đó những ai mà phạm tội hình sự có ít nhất là bốn chục quốc gia trên thế giới này họ cấm những người đó đi tới quốc gia của họ nghe thưa quý vị họ cấm như vậy không lẽ là mình bầu một vị tổng thống mà phạm tội hình sự mà quốc gia đó họ cấm thì danh dự của nước mỹ ở đâu nước mỹ là lãnh đạo trên toàn thế giới mà cho nên tất cả những cái điều này cho thấy đó ông trump ở trong là thế rất là thất bại rất là thế và chúng tôi nhắc lại đó những người mà gọi là cố vấn cũng như là lãnh đạo hoặc là đồng minh của ông Trump hiện tại đó bây giờ họ rất là bất mãn với ông Trump bất mãn là thế này họ nói ông Trump cứ dùng chỉ trích cá nhân hoài mà chỉ trích cá nhân thì khi mà thua đó là kéo họ thua luôn bất có cái bị giang biểu đó cho nên bây giờ đó người ta đùa ông Trump là phải sa thải những người ở trong ủy ban vận động tranh cử và họ trách mắt ông Trump bởi vì họ theo ông Trump là vì quyền lợi quý vị nhớ là họ theo ông Trump là vì quyền lợi chứ không phải là theo ông Trump là vì có gì đặc biệt hay ông không có tử tế gì hay theo ông Trump là họ nghĩ rằng họ đi vận động tài chánh được dễ có tiền họ sẽ ra ấn cử mà người dân ở, ở gọi là Maga nó sẽ bỏ phiếu cho họ cho nên họ hưởng họ nhờ những cái đó mà họ có thể giữ được cái ghế của mình là ghế dân biểu nghị sĩ hoặc là cái ghế ở liên bang hoặc là tiểu bang nhưng mà bây giờ ông trâm đó ông đi ngược chiều ông làm cho bên phía dân chủ nó lụ nó nó càng ngày nó cần dân lên như thác lũ thì trước cái sự mà dân lên thác lũ thì ông là bị luận bại lắm ông bây giờ không có lối thoát chính vì cái yếu tố này mà những ẩn biên của đảng dân chủ à, của dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ bây giờ họ gặp khó khăn có thể họ bị thua thưa quý vị chắc chắn là sẽ bị thua nhiều nhà bình luận cho rằng là nếu đảng dân chủ mà bà camera harris và ông tim quá kỳ này mà thắng đó thì nó sẽ lưu cuốn theo có thể là đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát luôn ở Hạ Viện và Thượng Viện. Cho nên cái điều này làm cho những đảng viên trong những ngày vừa qua đó họ chống đấu lẫn nhau. Quý vị nhớ đó là khi mà khi mà mình làm cái gì mà mình thắng cuộc thì vui ai cũng chung vui hết. Nhưng mà khi thua cuộc đó thì họ đổ lỗi cho nhau người thì đổ lỗi cho ông trump ông trump đổ lỗi cho mấy người này cho nên cuối cùng là cho họ, họ gấu ó với nhau và cái đảng cộng hòa hiện tại đang ở trong cái tình trạng gấu ó với nhau chia rẽ với nhau đó là cái điều mà quý vị thấy là trước mắt thôi thành chúng tôi nghĩ là cái hội nghị của đảng dân chủ kỳ này đó họ sẽ chấm dứt vào thứ năm tuần tới mà trong cái khí thế mà như hiện tại đó thì chúng ta thấy họ quy tụ được nhiều cái gương mặt sáng của đảng dân chủ như là ông à, ông bà Bill Clinton này rồi ông bà Obama này à, Michelle này và bà Nancy Pelosi này những người mà gạo cội của đảng dân chủ là những người đó họ sẽ tấn công ông Trump mà họ đang có cái bài diễn văn thì họ chê ông Trump lắm đến nỗi bà Hillary Clinton của ông Trump là bây giờ tìm cách bỏ chạy chịu không nổi trước trước cứ cứ lũ nó tới thì không có chống đỡ thì chỉ chạy thôi à, đó là những cái những cái vấn đề ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị cái hội nghị và có những cái điểm gì đặc biệt chúng tôi xin phép gửi đến quý vị nghe đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình à, chúng tôi mong là quý vị hỗ trợ cho chúng tôi bằng cách là quý vị subscribe like và share chương trình à, và quý vị viết comment À, nếu có gì mà quý vị cần đặt những cái câu hỏi hay cái gì góp ý đó, hay là chúng tôi thiếu sót những cái điều gì mang quý vị đóng góp, chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.